Xin chào các bạn. Trong cuộc điện đàm ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Putin nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp thời điểm phù hợp theo thông cáo chính thức của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy, Việt Nam muốn gửi đi thông điệp gì từ lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam? Thưa các bạn, ông Putin nhận lời mời đích danh từ người đồng nhiệm Việt Nam. Cần phải coi cử chỉ này không phải là một lời mời thông thường mà có ý nghĩa về mặt ngoại giao, địa chính trị. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đề ra một lộ trình để phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong tương lai, tiếp thêm sức sống cho quan hệ song phương thông qua việc tăng cường tin cậy về chính trị và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Qua lời mời Tổng thống Nga, Hà Nội gửi đi 3 thông điệp theo chúng tôi. Trước tiên là thông điệp gửi đến Nga. Hà Nội bày tỏ rằng mong muốn của Việt Nam tiếp tục quá trình hợp tác được gây dựng từ nhiều năm qua trong bối cảnh hai nước thông hiểu nhau và tin cậy chính trị ngày càng gia tăng. Lời mời này cũng thể hiện sự coi trọng của chính quyền Việt Nam, muốn nói rằng Nga không bị loại khỏi cuộc chơi và Nga luôn giữ tiềm năng địa chính trị quan trọng trong quan hệ với Việt Nam. Và thông điệp thứ hai theo chúng tôi là được gửi đến Trung Quốc. Hà Nội muốn cho Bắc Kinh thấy là Hà Nội duy trì mối quan hệ đặc quyền với Nga, quốc gia mà Trung Quốc cũng có mối quan hệ gần gũi sâu sắc. Điều này tăng cường vị thế của Việt Nam đối với Bắc Kinh trong khi hai bên đang tranh chấp chủ quyền gay gắt ở Biển Đông, mà do Bắc Kinh đơn phương tiến hành tranh chấp bất hợp pháp. Và thông điệp cuối cùng theo chúng tôi là được gửi đến Hoa Kỳ. Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải bỗng dưng, mà sau chuyến công du Việt Nam của ông Biden vào năm 2023, thì vào năm 2024 này, Hà Nội đã mời Tổng thống Nga đến thăm. Khi mời ông Vladimir Putin, Việt Nam muốn đánh dấu sự khác biệt và tự chủ trong quyết định so với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định rằng Việt Nam không đi theo một con đường, một hành động nào của Washington vạch ra. Vâng, kính thưa các bạn, hiện Việt Nam đang triển khai đồng bộ các trụ cột toàn diện các lĩnh vực ngoại giao với tư duy và tốc độ đổi mới liên tục. Các chuyến thăm, gặp gỡ thượng đỉnh, tham dự hội nghị cấp cao của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ngày càng đa mục đích, lồng ghép nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh, ngoại giao đến kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, v.v. Hoạt động đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Lào, Nhật Bản, v.v. thời gian qua đã thể hiện rất rõ điều đó. Cùng với việc chúng ta tham gia các hoạt động đối ngoại quốc tế nhộn nhịp, việc Việt Nam ký kết nhiều văn kiện song phương, đa phương, việc các nước ủng hộ Việt Nam tham gia cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, khu vực khác với số phiếu cao, hợp tác ủng hộ Việt Nam trong các tình huống khó khăn là những minh chứng sống động của sự chuyển hóa lượng thành chất trong đối thoại, đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua. Điều đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường hiện nay. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu hay đừng quên cho mình một like, một xem comment, cái nút đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.